làm sao khi mà cái người chồng của mình nó quá là vô tâm? Cái câu hỏi này là cái câu hỏi mà nó bị lặp đi lặp lại của các chị em phụ nữ của chúng ta ấy. Tại sao mà anh lại không biết là em nhìn cái váy đấy lâu như thế, là em rất thích nó rồi, anh phải mua tặng nó cho em vào cái dịp, anh phải đủ tinh tế để anh mua tặng nó cho em chứ. Hoặc là cái này là hay gặp trong cuộc sống hơn này, ví dụ như hôm nào đấy chồng mình xin phép là hôm nay anh muốn đi gặp bạn để anh uống hơi lâu một tí có được không, thì lúc đấy mình còn đang chăm con nhỏ, còn việc nhà việc kia đúng không, nhưng mà lúc đấy mình còn hơi sĩ diện lên và ô vâng anh đi, anh cứ đi đi, ở nhà việc nhà em lo được mà, em chăm con được, em dọn dẹp nhà cửa được. Xong đến lúc mà cái ông chồng đấy ông ấy mở cửa ông đi với bạn ấy về nhà, đến cái tối ông về nhà lại bắt đầu phát sưng lên, mà em không thể hiểu nổi tại sao một người anh lại có thể vô tâm như thế. Nhưng mà người đàn ông họ đâu có đủ cái nhạy bén để có thể hiểu được là vợ mình đang cáu về cái gì đâu, rõ ràng là vợ mình cho đi rồi mà. Quá chuẩn luôn. Hoặc là có những lúc mà các anh ấy kiểu vợ đàn bà có một cái là không nói thẳng ra nhá, mà kiểu cứ úp úp mở mở xong rồi nói ngược lại đấy. Anh cứ đi đi, anh cứ mua đi, không làm sao đâu, anh cứ làm như thế đi, không làm sao đâu. Nhưng mà lúc sau bắt đầu về em không thể hiểu được tại sao anh có thể là vô tâm như thế, anh có thể không tinh tế như thế, em nói như thế là anh phải hiểu ngược lại chứ. Ủa? Ủa? Gì vậy? Làm sao mà họ hiểu ngược lại được? Đàn ông họ đơn giản lắm, mình nói như thế nào là họ sẽ làm như thế. Mình không muốn chồng mình đi, mình sẽ nói là em không muốn anh đi, hôm nay còn rất nhiều việc ở nhà, em còn chăm con này, em còn dọn dẹp nhà cửa này, một mình em là em không cáng đáng được hết. Hay là cái việc mà mình không muốn chồng mình mua cái này, hoặc mình nêu ý kiến một cách tôn trọng và nhẹ nhàng chứ không phải quát vào mặt chồng, thì chắc chắn là các anh ấy sẽ làm ngược lại. Nhưng mình nêu ý kiến một cách, nếu mà nó đúng, nó hợp lý thì là các anh ấy sẽ làm theo thôi. Nên đừng mong là chồng mình kiểu cứ nói ngược lại sau đấy lại bắt là chồng mình hiểu, là cái chuyện đấy nó vô lý lắm. Bản thân mình nhiều khi mình còn chẳng hiểu nổi bản thân mình muốn cái gì, lại còn bắt cái một cái người đàn ông mà họ không hay tinh tế, không ai để ý những cái chuyện nhỏ nhặt hiểu mình. Thì đơn giản lắm, có muốn gì nói ra. Em muốn, ví dụ ngay cả trong cái chuyện mà vợ chồng cũng thế, rất là nhiều chị không dám nói ấy. Tức là các chị sợ cái cảm giác mà các anh đi vào, các anh lúc mở đầu ấy, các anh quá là nhanh và làm cho các chị chưa kịp khởi động ấy, các chị chưa, cái phần dưới nó chưa kịp có đủ nước nôi, nên là nó rất là rát và làm cho các chị sợ và không có đủ cái việc là hạnh phúc trong cái việc vợ chồng. Nghe chưa? Cái chuyện đấy làm cái chuyện ám ảnh của các chị. Nhưng nhiều khi cũng không dám nói ra với chồng cơ, là em cần một cái thời gian khởi đầu nó tốt hơn ấy, hay là em đợt này em đang có vấn đề về sức khỏe như thế này, để em cần phải khắc phục như thế nào như thế kia. Nhưng cũng không nói, cứ để đấy xong rồi lại lên giường như một cái khúc gỗ, và làm cho cái người đàn ông kia họ thấy cảm giác như kiểu chỉ có một mình họ muốn thôi, và nó không có một cái tí gì gọi là có cái cảm xúc trong cái chuyện đấy cả. Giải quyết xong là xong việc, ai người ấy làm, nên nó bị dần dần nó xa cách và ảnh hưởng tới cái hạnh phúc gia đình. Thì kể cả trong bất kỳ chuyện gì, trong cái việc hàng ngày, trong cái việc vợ chồng ấy, phải nói ra muốn gì, phải nói thẳng, có vấn đề gì phải nói thẳng với nhau để chúng ta cùng giải quyết. Là vợ chồng rồi thì còn có cái gì nữa để mà ngại hay là không có thể chia sẻ thẳng thắn được, đúng không ạ? Miễn là cái gì mà mình cảm giác là nó có thể làm cho cái gia đình của mình hạnh phúc hơn, bảo vệ cái hạnh phúc của bản thân mình, bảo vệ cái hạnh phúc của con mình, thì các bạn cứ làm.